Con cáo và con người. Có một con cáo nọ tìm thấy một chuồng gà người ta dựng trên núi, lại cách làng khá xa. Tiếc là nó hơi béo nên không thể chui vào. Các thanh chắn rất chắc, vừa dày lại vừa cao. Cuối cùng nó quyết định nhịn đói đúng 7 ngày, để từ con cáo béo trở thành con cáo gầy. Vì gầy bụng lại hóp nên nó chui dễ dàng vào chuồng gà đánh chén những con mồi mỡ màng. Tiếc, lần nữa lại tiếc, vì ăn quá nhiều gà, bụng to phình nên nó không thể nào chui ra. Không còn cách nào khác, nó phải nhịn 7 ngày, đến khi bụng tóp lại để ra khỏi nơi này. Trở về hang, nó nghĩ, phù du cái sự đời, ăn no rồi lại đói, rồi cũng thế cả thôi. Đó là chuyện con cáo, còn con người thì sao? Cũng lại phù du nốt, khác biệt chẳng là bao. Ta ăn cua hoàng đế, mỗi con 10 triệu đồng, để sau chữa bệnh béo, tốn cả 100 triệu đồng. Ta sống như ma ám, cố vơ vét bon chen, rồi chết bàn tay trắng, không nhà, không cả tiền. Tiền có nhiều đến mấy, cũng không thể bao giờ giúp ta tìm thấy lại tuổi trẻ đầy ước mơ. Sức khỏe ta hoang phí, thời gian đã trôi qua, cuối cùng đành chấp nhận bệnh tật và tuổi già. Hãy bắt chước Lão Tử, vô vi như cỏ cây. Một ngày ta được sống thì hãy vui một ngày. Không đam mê thái quá, hãy tận hưởng cuộc đời. Sống thảnh thơi giản dị với đúng nghĩa con người.